Tử vi tuổi Thìn tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu lên. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học thì đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 3 âm lịch, tiền bạc un kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ ít nhiều, cho nên là con giáp này đã gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 3 âm lịch. Sự thành công của con giáp này khiến cho không ít người phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần kính nể. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình, quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Đây đều là những kiến thức rất bổ ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải tử vi chi tiết của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của các quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch, do hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người cầm tinh con rồng luôn phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có được sự khởi sắc đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng, năm nay nói chung và tháng 3 âm lịch nói riêng, người tuổi Thìn không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc vì xét thấy có sự bất lợi, tranh chấp, kiện tụng. Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng người thân, đồng thời cần phải phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho người tuổi Thìn trong năm 2022, tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi, dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi, nhiều hướng phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu nhập. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền đề cho sự phát triển sau này. Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là những người thân trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Thìn tháng 3 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần được đặc biệt chú ý đến các vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam mạng hay nữ mệnh tuổi Thìn thì cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng có tai nạn bất ngờ.
Các quý gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Không có đào hoa tinh chiếu mệnh, cho nên tháng này tình duyên của người tuổi Thìn rất ảm đạm. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp cãi vã với anh em trong nhà. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Những người tuổi Canh Thìn bước sang tuổi 22 trong năm 2022. Hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ tuổi rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cần phải đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu nhau. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Xem tử vi tuổi Mậu Thìn tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như tiền bạc gia tăng. Trong tháng, gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính cũng được củng cố khá vững vàng. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các khoản chi phí sinh hoạt trong gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn đang bước vào giai đoạn nửa hưu nên dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung tháng này vẫn làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp đương số củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp theo tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để ủng hộ cho kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì chúng tôi mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.